Càng tìm hiểu về loài voi, chúng ta sẽ biết rằng trí nhớ siêu phàm của chúng chỉ là một phần trong sự thông minh đáng kinh ngạc, khiến voi trở thành một trong những loài sinh vật gần gũi, sáng tạo và tốt bụng nhất trên trái đất. Khác với nhiều thành ngữ, câu nói về trí nhớ của voi là chính xác về mặt khoa học. Loài voi biết mọi thành viên trong đàn, có khả năng nhận ra đến 30 con voi khác bằng mắt nhìn hay mùi hương. Khả năng này giúp ích cho chúng khi di cư hay gặp những con voi không thân thiện. Chúng cũng nhớ và phân biệt được các dấu hiệu nguy hiểm và nhớ lại các địa điểm quan trọng mà chúng đã không đến từ lâu. Nhưng điều thú vị nhất là trí nhớ không hề liên quan đến bản năng sinh tồn của voi. Loài voi không chỉ nhớ những con cùng đàn mà còn nhớ các sinh vật gây ấn tượng mạnh với chúng. Có một lần, hai con voi trong sở thú đã từng biểu diễn cùng nhau, tỏ ra vui mừng khi gặp nhau sau đó 23 năm. Khả năng nhận ra này không chỉ đối với các động vật khác. Voi còn có khả năng nhận ra những người đã gắn bó với chúng sau nhiều thập kỷ xa nhau. Những điều này cho thấy trí nhớ của voi không chỉ là những phản ứng đối với ngoại cảnh. Hẳn chúng ta đều biết mối liên hệ giữa độ lớn não và độ lớn cơ thể động vật và khả năng EQ của voi cao gần bằng khả năng EQ của loài vượn. Mặc dù không có mối liên hệ gần gũi với con người, tiến hóa hội tụ cho thấy não voi cực kỳ giống với não người, với nhiều neuron và khớp thần kinh cũng như hồi hải mã và đại não phát triển. Hồi hải mã liên kết trực tiếp với phần cảm xúc giúp phát triển trí nhớ bằng cách ghi các sự kiện quan trọng vào trí nhớ dài hạn. Khả năng nhận biết những điều quan trọng giúp trí nhớ của voi trở nên phức tạp và thích nghi cao hơn so với việc học thuộc lòng. Nó giúp những con voi sống sót qua hạn hán khi còn nhỏ, nhận ra các dấu hiệu cảnh báo của hiện tượng này khi đã lớn. Đó là lý do các đàn voi có con đầu đàn càng lớn càng có khả năng sống sót cao. Tiếc thay, đó cũng chính là lý do khiến voi là loài động vật duy nhất, ngoại trừ con người, chịu chứng rối loạn sau chấn thương. Ngược lại, phần đại não có chức năng giải quyết vấn đề, giúp voi thể hiện sự sáng tạo. Chúng còn hợp tác giải quyết vấn đề, thậm chí còn thông minh hơn các nhà nghiên cứu và điều khiển đồng loại. Chúng có thể làm tính toán đơn giản, biết số lượng trái cây ước chừng trong hai giỏ sau nhiều lần thay đổi. Voi có thể vẽ bằng cách tỉ mỉ chọn và trộn các màu và yếu tố khác nhau. Chúng có thể phân biệt 12 âm khác biệt trong âm nhạc và bắt chước giai điệu. Và đúng vậy, còn có một ban nhạc voi nữa. Nhưng có lẽ điều kỳ diệu nhất về loài voi là khả năng quan trọng hơn cả sự thông minh của chúng, sự cảm thông, hy sinh và công bằng. Voi là động vật duy nhất không phải con người khóc thương cho cái chết của đồng loại, thực hiện nghi lễ chôn cất và quay lại thăm viếng mộ. Chúng còn quan tâm đến các loài vật khác nữa. Một con voi đang làm việc không chịu đặt thân cây vào cái lỗ nơi một con chó đang ngủ và khi gặp người bị thương, chúng lại đứng bảo vệ và dùng vòi vuốt ve nhẹ nhàng để họ bớt đau. Ngược lại, sự việc voi tấn công làng mạc của con người thường xuyên xảy ra ngay sau khi con người mở cuộc săn bắn lớn để thể hiện sự trả thù của chúng. Voi chúng là loài sinh vật sáng suốt, thông minh và sống có cảm xúc. Nhưng sự đối xử của loài người với chúng lại không thể hiện điều ấy khi mà môi trường sống của loài voi ở châu Á đang dần bị phá hoại. Chúng bị săn để lấy ngà ở châu Phi và bị đối xử tàn tệ khắp trên thế giới.